Thưa tất cả bà con, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì tăng giảm đại chiều bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái đà farm mình nha. Ngày mới mình xin chúc tất cả bà con và mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi việc làm ăn thì gặp nhiều thuận lợi và may mắn nha. Sau đây là phù hợp với bà con và mọi người theo mình thì dòng giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay tại cả địa phương các tỉnh sẽ từ rồi rất xa bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì có giảm trở lại bà con nha. Dòng thời kỳ giao ngay tháng 11 thì giảm 41 đô, xuống còn 2.604 USD trên tấn. Kỳ giao ngay tháng 1 năm 2024 giảm 33 đô, kỳ giao ngay tháng 3 giảm 19 đô, kỳ giao ngay tháng 5 năm 2024 giảm 11 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá cao. Thưa bà con, trải về chiều giảm tại sàn cà phê London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại sàn cà phê Arabica thì có tăng bà con nha. Dòng thời kỳ giảm trong ngày tháng 12 tăng lên 2,30 cent lên 168.15 cent trên pound. Kỳ giảm trong ngày tháng 3 năm 2024 tăng lên 2,15 cent. Kỳ giảm trong ngày tháng 5 tăng lên 2,25 cent. Kỳ giảm trong ngày tháng 7 tăng lên 2,35 cent bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phù hợp với bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê, bảng giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crom Năng, Đắk Lắk.